thôi, nhớ tải app về. Ai đã tải app comment cho em chứ. Elimut, ok chưa? Phạm Thoại đã giữ là người cầm trịch, giữ không khí trong cái phần livestream của các bạn. Và không có một cái người nào nổi bật lên. À, có một chút xíu Hoàng Anh cũng nói được, cũng có cái sự tương tác tốt với khán giả. Tuy nhiên tôi thấy là lại hơi bị gồng nha. Nhưng mà các bạn khác đều bị Phạm Thoại che lu mờ và không hề ai nhớ tên. Và không hề thấy được cái sự tương tác, ngoài trừ lâu lâu xen vào một hai câu cho có lệ. You know I gotta come back.